Nhân vật phản diện 102, Phong Đường Du. Ban ngày tôi có việc nên ra người chút, bây giờ mới vào dọn phòng được. Thực ra cũng không phải là ban ngày không có dọn dẹp. Chỉ là cô thấy Đường Du muộn như vậy rồi mà vẫn chưa về, có chút lo lắng nên đợi đi. Giờ làm việc chăm chỉ như vậy thì có phải là tôi cũng nên thưởng cô cái gì đó không? Ngày mai chụp ảnh chân dung khớp lại cho cô thế nào? Lần trước chơi game với Đường Thiếu, nhân thua, nói là phải chụp một bộ ảnh chân dung khớp lại. Cái thước đó đúng là... Ai... Phụ nữ khi còn trẻ nên ghi lại những khoảnh khắc đẹp của mình. Thôi bỏ đi, làm như mình là tên biến thái suốt ngày bắt nạt con gái nhà người lành nhà lành vậy. Sau này vẫn nên nhanh chóng tìm được chứng cứ của chuyện bố mẹ cô, sau đó tìm cơ hội nói cho cô biết. Đường Thiếu vẫn đang nghĩ về chuyện của mình. Hảo cảm của Lăng Hàm đối với Đường Du lại tăng thêm vài phần. Thế nhưng nơi nổi bong bóng Hồng và Đường Du không chỉ cái chỗ này. Tập đoàn Đường Vương, Đàn Vương. Diễn trò đỉnh mệnh. Không tệ. Cô trả lời 100 điểm, tặng tặng một vạn tiền lương. Chỉ nói có một câu thật lòng mà nhận được phần thưởng này, tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Tặng 2 vạn. Đúng rồi, đợi chứ thư. Lý tổng của tập đoàn Minh Châu Tứ Nghiệt muốn mời ngài đi bàn bạc chuyện làm ăn. Ngài có muốn nói với Đường tổng một tiếng không? Tập đoàn Minh Châu Tứ Nghiệt, mũ béo kia. Nhớ lại, trong nguyên tác còn có một tình tiết, Vương Ước Tiết đi bằng chuyện làm ăn, kết quả bị bên đối tác bỏ thuốc gì đó. Khi chịu đựng sự sỉ nhục, Lõng Vương Diệp Thần đột nhiên xuất hiện giết chết phản diện, sau đó đương nhiên chính là giải độc cái gì đó, sản văn mà, đây đều là những tình tiết thường thấy. Tình tiết đã đổi thành, quả nhiên tình tiết của Diệp Thần đã bị đổi thành Lưu Trác Quân rồi. Đường Du suy nghĩ rồi gửi tin nhắn cho tiểu đội tử thần trước. Lúc này, tầm quan trọng của mấy tên ngu ngốc sẽ được thể hiện ra. Sân bay. Lúc Đường Du đến sân bay, Vương Ước Tiết đã đến trước một bước. Một mấy nữ tiểu sắc như vậy đứng ở cửa sân bay khiến không ít người mạo hiểm bị bạn gái đánh cũng phải nhìn thơm mấy cái. Về tiểu thư này có chút muốn làm quen không? Tôi là ông chủ lâu của tập đoàn cổ hợp. Cút. Trông như con hà mã tuổi còn lớn hơn cả bố của tôi, ở cho mặt mũi mời đến làm quen với bà đây vậy? Trâu già còn đòi gặm cỏ luôn, ông xứng sao? Công ty rách có vài chục tỷ mà khoe khoang cái gì? Ông xã. Khách sạn 4 mùa. Trác Quân, nghe nói y thuật của anh rất tốt, voi của người ta rất nhức mũi, bóp cho người ta đi. Được, chuyện đã nói trước đó. Đã sắp xếp xong rồi, Trác Quân yên tâm, chỉ cần anh thích thì em đều sẽ tặng cho anh. Lý Tổng Vương, Vương Tổng đã đến rồi. Mời cô ta vào đi. Sao vẫn còn một anh đẹp trai còn đẹp trai hơn cả Lưu Trác Quân rất nhiều. Người đàn ông này, Lý Thiết Phi mình hôm nay nhất định phải lấy được. 103.